Xin chào tất cả các anh em cần thủ. Tiếp nối những cái video giới thiệu về cần tay ở bên mình thì hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái cần tay khá là xịn ở bên mình. Đó là cái cần tay Ryobi Kenpai. Cái mẫu cần này thì được rất nhiều khách hàng ở bên mình lựa chọn bởi vì là nó vừa đẹp, nó lại vừa nhẹ nữa. Bên mình có về 3 size, đó là size 3m6, 4m5 và 5m4. Mọi người có thể nhìn cái số này, số 36 này chính là 36 ạ. Chi tiết về là một cái cần ha, mọi người nhìn tổng thể. Ở đây là phần cán cần này. Đây, cầm rất là chắc tay luôn. Đây, cái màu nước sơn của nó cũng rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ mở cái đọt ra để cho mọi người nhìn phía bên trong xem cái đọt của nó như thế nào. Cái cần này có độ cứng nó là 4H nên là khá là dẻo. Khi mọi người câu tay lên cá thì rất là có cảm giác. Đây, đây là phần cái đọt của nó. Khi mà mọi người muốn mua một cái cần tay để câu cá mà ở mức giá mà tầm tốt hơn, tốt khá là xịn thì mọi người nên chọn cái dòng cần Ryobi này. Bây giờ mình sẽ đi chi tiết từng size cần để mọi người xem kỹ hơn nè. Cái cần 3m6 thì nó trọng lượng là 125g. Cần 4m5 là 155g và cần 5m4 đó là 235g. Thì cái cần này đối với trọng lượng như vậy là rất là nhẹ. Mọi người cầm khi mà câu cá thì rất là nhẹ tay ha, thoải mái mình cầm khi giật cá các kiểu đó. Thì mình đo cái cần thu gọn này lại cho mọi người xem. Cần này thu gọn lại chỉ còn 112cm thôi. Bây giờ mình đi chi tiết cái cần 36 cho mọi người xem. Cái phần núm cần này thì nó được làm bằng kim loại này. Khi mà mọi người cái đọt nó bị thụt lùi vào trong á thì mọi người sẽ mở cái chỗ này ra để tháo ra từng đốt để mọi người lấy cái đọt ha. Đây. Chỉ cần lắp lại rồi vặn lại thôi, rất là đơn giản. Cái tay cầm này nó bằng cầm rất là chắc tay, nó không có bị trơn khi mọi người cầm kéo cá đâu. Đối với cái cần tay ấy, thì cái độ tải cá của nó thì cũng thấp thôi. Nó chỉ tải cá dưới 2kg thôi nha mọi người. Mọi người nhìn cái nước sơn của nó rất là đẹp luôn. Đây, bên trong cái cần, cái đọt của cái cần 36 này này. Chưa hết là cái đọt thôi. Đây, cái đọt này. Thì cái này lúc mọi người cột vào cái dây để câu cá xem là một đọt ở một đốt à. Ba, bốn, năm. Cái cần 36 này có 5 khúc như mọi người, 5 đốt như mọi người. Rồi ba cái hai cái cần còn lại thì nó cũng cần cùng chiều dài, nó chỉ khác nhau ở mỗi cái khối lượng thôi. Thì mọi người quan tâm tới sản phẩm này thì có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại mình để ở bên dưới video, hoặc là có thể ghé cửa hàng ở địa chỉ là Đồ Câu Pimax, 186 Lê Lợi, phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.